trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về cuộc chiến tranh Việt Nam, những diễn biến trên chiến trường B2 trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Thứ nhất, quân giải phóng trong giai đoạn chuẩn bị tổng công kích. Các cuộc phản công chiến lược kết thúc, chính phủ Mỹ nhận thấy kế hoạch tìm diệt, tìm diệt và bình định ba giai đoạn của tướng Westmoreland vạch ra từ năm 1965 về cơ bản bị phá sản. Trong cuốn tường trình của Westmoreland nêu rõ đến năm 1967 phải điều chỉnh lại kế hoạch ba giai đoạn nên buộc phải mở tiếp cuộc phản công chiến lược lần thứ ba với mục tiêu đánh bại hoàn toàn quân giải phóng và hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới ở các vùng ưu tiên. Để thực hiện mục tiêu trên, ngày mùng 4 tháng 8 năm 1967 tổng thống Mỹ duyệt kế hoạch tăng binh lực tối đa cho chiến trường miền Nam Việt Nam. Tính đến đầu năm 1968 trên chiến trường miền Nam Việt Nam có 525.000 quân Mỹ. 114.735 quân đồng minh và 818.000 quân ngụy, trong đó khoảng 60% được bố trí trên chiến trường B2, bao gồm 230.000 quân Mỹ, 15.800 quân đồng minh và 520.000 quân ngụy. Từ cuối năm 1967, Mỹ đã mở các cuộc hành quân, tiếp tục thực hiện chiến lược hai gọng kìm tìm diệt và bình định ở miền Đông Nam Bộ. Mỹ vẫn thực hiện các cuộc hành quân tìm diệt nối rộng khu vực an ninh từ tỉnh gia định ra các vùng lân cận, tăng cường gấp đôi nỗ lực xây dựng nông thôn, khai thông và bảo vệ giao thông thủy bộ. Ở đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh cực Nam Trung Bộ, công cuộc bình định, xây dựng nông thôn mới được tiến hành song song với việc nới rộng khu vực an ninh tại các tỉnh trọng điểm nhằm chống xâm nhập, cô lập và tiêu diệt các sư đoàn quân giải phóng. Đối với quân giải phóng, tháng 10 năm 1967, Cục Chính trị miền tổ chức Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ hai, tổng kết và vinh danh kịp thời những chiến công đạt được trong quá trình đối đầu với chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ trên chiến trường B2. Tại Đại hội, nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân được Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng huân chương Tổ quốc, huân chương thành đồng Tổ quốc, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh có gửi thư chúc mừng Đại hội và gọi đó là đại hội của những người sẽ đánh thắng chiến tranh cục bộ. Cũng tháng 10 năm 1967, Trung ương cục nhận được chỉ thị của Trung ương Đảng về tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Ngày 25 tháng 10 năm 1967, Trung ương cục ban hành nghị quyết quang trung về tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Ngày mùng 4 tháng 11 năm 1967, Trung ương cục miền Nam họp hội nghị toàn thể bàn về việc triển khai nghị quyết quang trung. Tại hội nghị, Trung ương cục được kiện toàn gồm bí thư phạm hùng các phó bí thư nguyễn văn linh hoàng văn thái phan văn đáng các ủy viên thường vụ phạm văn sô trần nam trung hội nghị cũng kiện toàn quân ủy và bộ chỉ huy miền quân ủy miền phạm hùng bí thư nguyễn văn linh hoàng văn thái phó bí thư phạm văn sô trần văn trà trần độ lê trọng tấn lê đức anh lê văn tưởng ủy viên bộ chỉ huy miền Hoàng Văn Thái, Tư lệnh, Phạm Hùng, Chính ủy, Nguyễn Văn Linh, Trần Độ, Phó Chính ủy, Trần Văn Trà, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Hiếu Xuyên, Đồng Văn Cống, Phó Tư lệnh, Lê Đức Anh, Tham Mưu trưởng, Lê Văn Tưởng, Chủ nhiệm Chính trị, Nguyễn Văn Thi, Chủ nhiệm Hậu Cần. Tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới. Thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định, nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta trong thời kỳ mới là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất, dùng phương pháp tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định, tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân Ngụy, đánh đổ ngụy quyền các cấp, cấp, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ làm cho quân mỹ không thực hiện được các nhiệm vụ chính trị và quân sự của chúng ở việt nam trên cơ sở đó đập tàn ý chí xâm lược của mỹ buộc mỹ phải chịu thua ở miền nam chấm dứt mọi hành động chiến tranh đối với miền bắc còn ta thì bảo vệ được miền bắc xã hội chủ nghĩa và đạt được những mục tiêu trước mắt của cách mạng miền nam là độc lập dân chủ hòa bình trung lập tiến tới thống nhất nước nhà cuộc tiến công của các lực lượng vũ trang trên các chiến trường chính và sự nổi dậy của nhân dân ở các thành thị lớn là hai mũi tiến công chính kết hợp chặt chẽ với nhau, trợ lực lẫn nhau và thúc đẩy toàn bộ cuộc tổng công kích và tổng khởi nghĩa khắp cả ba vùng thành thị, nông thôn đồng bằng và rừng núi. Đặc biệt, cuộc tiến công của các lực lượng vũ trang và sự nổi dậy của quần chúng nhân dân ở các thành thị lớn là mũi nhọn thọc vào yết hầu của địch, có tầm quan trọng quyết định đối với toàn bộ chiến trường và toàn cuộc chiến tranh. Trên chiến trường B2, các quân khu 6, 8 và 9 giữ vai trò phối hợp với chiến trường chính miền Đông Nam Bộ, trong đó Sài Gòn là chiến trường trọng điểm, mang tính quyết định của cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Tháng 12 năm 1967, Thường vụ Trung ương Cục gia chỉ thị gửi các quân khu hướng dẫn việc chuẩn bị và tiến hành công kích và khởi nghĩa với phương châm tiến công vào nơi hiểm yếu, quan trọng, toàn diện, đều khắp, nhanh, mạnh, bí mật, bất ngờ, kết hợp chặt chẽ giữa công kích và khởi nghĩa. Đồng thời cũng cần phải sẵn sàng chuẩn bị đánh địch phản kích, đập tan mọi âm mưu phản kích của chúng ngay từ đầu. Bộ chỉ huy miền sắp xếp, bố trí và xác định nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng quân giải phóng trên chiến trường B2. Trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ, lực lượng vũ trang được bộ chỉ huy miền sắp xếp thành ba khối: khối chủ lực miền, khối các phân khu, khối đặc công biệt động. Khối chủ lực miền bao gồm ba sư đoàn bộ binh, thiếu, gồm sư đoàn 5, sư đoàn 7 và sư đoàn 9, trung đoàn bộ binh 88, đoàn pháo binh 69 và một số đơn vị binh chủng khác. Nhiệm vụ của khối chủ lực miền là tiến công tiêu diệt hệ thống căn cứ quân sự của đối phương ở vùng ven Sài Gòn, khống chế lực lượng chủ lực của đối phương từ các vùng chiến thuật về ứng cứu Sài Gòn. Khối các phân khu được tăng cường thêm 15 tiểu đoàn mũi nhọn, thành lập 6 phân khu, mỗi phân khu có từ 4 đến 6 tiểu đoàn, trong đó 5 phân khu 1, 2, 3, 4 và 5 hình thành nên năm cánh quân bao quanh Sài Gòn và một phân khu nội đô, phân khu 6. Phân khu 1, ban cán sự bao gồm Mai Chí Thọ, Bí thư phân khu ủy, Trần Đình Xu, Tư lệnh phân khu. Lực lượng bao gồm Trung đoàn bộ binh 16, Tiểu đoàn bộ binh một quyết thắng, Tiểu đoàn bộ binh hai gò môn, Tiểu đoàn đặc công 4. Phân khu phụ trách một phần huyện Trảng Bảng, Tây Ninh, các huyện Bến Cát, Dầu Tiếng, Bình Dương, tấn công trên hướng Hóc Môn, Gò Vấp, Tân Bình, Gia Định, phát triển vào Sài Gòn, đánh chiếm khu hậu cần gò vấp, bộ tổng tham mưu, bộ tư lệnh biệt khu thủ đô, trại pháo binh cổ Loà, trại thiết giáp phù đồng, trung tâm huấn luyện Quang Trung. Phân khu 2, ban cán sự là Phan Văn Hân, bí thư phân khu ủy, Võ Trần Trí, Chí, chính ủy phân khu, Ba Long, tư lệnh phân khu, lực lượng có tiểu đoàn 12 đặc công, tiểu đoàn bộ binh 6 Bình Tân, tiểu đoàn bộ binh 267. 269, quân khu phân khu phụ trách hướng Tây, Tây Nam Sài Gòn bao gồm các huyện Đức Hòa, Bến Thủ, Long An, các quận 3, 5, 6, 11 của khu Sài Gòn gia định, phát triển vào nội thành, hợp với lực lượng đặc công biệt động đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham Mưu, Khám Chí Hòa, Trường Đua Phú Thọ, Biệt Khu Thủ Đô. Phân khu 3, Ban Cán sự là Nguyễn Văn Chính, Bí Thư Phân khu ủy kiêm chính ủy. Lực lượng bao gồm tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 Long An, tiểu đoàn bộ binh 5 Nhà Bè, tiểu đoàn 2 bộ binh Phú Lợi, phân khu phụ trách các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đức, Cần Ruột, Long An, quận 2, 4, 7, 8, khu Sài Gòn gia định, phát triển vào nội thành, hợp với lực lượng đặc công biệt động đánh chiếm dinh độc lập, tổng nha cảnh sát, bộ tư lệnh hải quân. Phân khu 4, ban cán sự bao gồm, đoàn công tránh, bí thư phân khu ủy, Đặng Quang Long, chính ủy phân khu, Lương Văn Nho, tư lệnh phân khu. Lực lượng gồm có trung đoàn bộ binh 4 thuộc sư đoàn 5 chủ lực miền, hai tiểu đoàn bà biên gồm tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5. Phân khu phụ trách tấn công hướng Đông Sài Gòn gồm huyện Nhơn Trạch, Biên Hòa, các quận 9, một khu Sài Gòn, gia định, phát triển vào nội thành, hợp với lực lượng đặc công biệt động đánh chiếm bộ tư lệnh hải quân, chi khu cảnh sát hàng xanh, đài phát thanh Sài Gòn, tòa đại sứ quán Mỹ. Phân khu năm chỉ huy là Hoàng Minh Đạo, bí thư phân khu ủy kiêm chính ủy lực lượng bao gồm trung đoàn bộ binh đồng nai tiểu đoàn bộ binh ba dĩ an tiểu đoàn bộ binh bốn thủ đức phân khu phụ trách hướng đông bắc sài gòn gồm dĩ an lái thiêu phú giáo tân uyên tỉnh bình dương bình hòa thạnh mỹ tây khu sài gòn gia định mục tiêu tấn công là cầu xa lộ sài gòn cầu điện biên phủ ngày nay liên trường thủ đức phát triển vào nội thành hợp với lực lượng đặc công biệt động đánh chiếm đài phát thanh tòa đại sứ quán Mỹ. Phân khu 6 phụ trách nội thành. Ban cán sự bao gồm Trần Bạch Đằng, Bí Thư, Nguyễn Thái Sơn, Phó Bí Thư, Trần Hải Phụng, Tư lệnh, Võ Văn Thạnh, Chính ủy, Nguyễn Đức Hùng, Tham Mưu Trưởng. Lực lượng bao gồm đơn vị F-100, đội đặc công 90, đội đặc công 11, đội vũ trang thành đoàn, hoa vận, công vận, phụ vận, tuyên huấn. Trong đó, đơn vị F-100 tổ chức thành 3 cụm, cụm phía đông, cụm phía Bắc, cụm phía Nam. Cụm phía Đông gồm các đội đặc công biệt động 3, 4, 5, mỗi cụm gồm 3 trung đội với quân số giao động từ 45 đến 50 chiến sĩ, phụ trách các mục tiêu dinh độc lập, một tiểu đoàn mũi nhọn và 200 thanh niên sinh viên tiếp ứng, đại phát thanh Sài Gòn, một tiểu đoàn mũi nhọn, lực lượng ban tuyên huấn T4 và 200 thanh niên, sinh viên tiếp ứng, tòa đại sứ quán Mỹ, một tiểu đoàn mũi nhọn tiếp ứng. Cụm phía Bắc gồm các đội đặc công biệt động 6, 79, phụ trách các mục tiêu sân bay Tân Sơn nhất, Bộ Tổng Tham Mưu, 2 tiểu đoàn mũi nhọn và 5.000 thanh niên, sinh viên tiếp ứng, khám chí hòa, một tiểu đoàn mũi nhọn và 1.000 thanh niên, sinh viên tiếp ứng. Cụm phía Nam gồm các đội đặc công biệt động 1, 28, phụ trách các mục tiêu Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, 2 tiểu đoàn mũi nhọn và 1.000 thanh niên, sinh viên tiếp ứng, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, một tiểu đoàn mũi nhọn và 1.000 thanh niên, sinh viên tiếp ứng. Bộ Tư lệnh Hải quân, một tiểu đoàn mũi nhọn và 200 thanh niên, sinh viên tiếp ứng. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Tiền phương khu trọng điểm cũng được thành lập, trong đó Ban Cán sự Đảng ủy gồm có Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Trà. Bộ Tư lệnh Tiền phương được chia thành hai bộ phận, Bộ Tư lệnh Tiền phương Bắc và Bộ Tư lệnh Tiền phương Nam. Bộ Tư lệnh Tiền phương Bắc, Ban Cán sự gồm có Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Mai Trí Thọ, chịu trách nhiệm chỉ huy khối chủ lực miền và lực lượng quân giải phóng các phân khu 1, 4, 5. Bộ Tư lệnh Tiền phương Nam, ban cán sự gồm có Võ Văn Kiệt, Trần Bạch Đẳng, Trần Hải Phụng, chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng quân giải phóng các phân khu 3, 6 và 2, đồng thời lãnh đạo quân chúng nội thành nổi dậy. Trên địa bàn quân khu 8, thị xã Mỹ Tho và thị xã Bến Tre, được xác định là hai địa bàn trọng điểm, trong đó thị xã Mỹ Tho là địa bàn ưu tiên số 1, nên trung ương cục quyết định nâng lên cấp thành phố sau khi tách các huyện gò Công, huyện Hòa Đồng để thành lập nên tỉnh Gò Công. Tháng 12 năm 1967, Thường vụ Khu ủy Khu 8 quyết định thành lập Bộ chỉ huy tiền phương và bổ nhiệm Nguyễn Văn Sĩ, phó tư lệnh, tham mưu trưởng quân khu, làm tư lệnh, Bùi Thanh Khiết, khu ủy viên, phó chính ủy quân khu, làm chính ủy. Trên địa bàn quân khu 9, sau khi nhận được chỉ thị về tổng công kích, tổng khởi nghĩa 9 mục tiêu quan trọng trên hai địa bàn trọng điểm bao gồm thành phố Cần Thơ trọng điểm 1 và thị xã Vĩnh Long trọng điểm 2 được xác định. Tuy nhiên, giữa khu ủy và Bộ Tư lệnh quân khu thiếu sự thống nhất về cách thức sử dụng lực lượng vũ trang. Tháng 10 năm 1967, Phó Bí thư Trung ương cục Phan Văn đáng về khu 9 chỉ đạo tổ chức hội nghị giữa khu ủy và Bộ Tư lệnh quân khu 9 nhằm thống nhất ý kiến về sử dụng lực lượng vũ trang phục vụ tổng công kích, tổng khởi nghĩa sau nhiều ý kiến bàn thảo, hội nghị đi đến kết luận cần thiết phải sử dụng lực lượng chủ lực quân khu, tuy nhiên không huy động hết bốn trung đoàn bộ binh, hai tiểu đoàn đặc công các tiểu đoàn trinh sát, công binh, pháo binh mà chỉ sử dụng một trung đoàn chủ lực cùng với chín đội đặc công biệt động. Công việc chuẩn bị phải được hoàn tất trong vòng hai tháng. Theo đó, ban chỉ đạo khởi nghĩa và ban chỉ huy trung mặt trận được thành lập gồm Trần Văn Long, mời giải, thường vụ khu ủy. Phó chính ủy Quân khu 9, Vũ Đình Liệu, Phạm Ngọc Xến, Tư Kỳ, Nguyễn Việt Châu, Sáu Tâm, sau đó bổ sung Dương Cự Tẩm, Phó chính ủy Quân khu 9, làm chính ủy, Đồng Văn Cống, Thường vụ khu ủy, Phó Tư lệnh miền, Tư lệnh Quân khu 9, phụ trách quân lực, Phạm Ngọc Hưng, Năm Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 9, làm tham mưu trưởng ban chỉ đạo tiền phương. Phương Châm tổng công kích, tổng khởi nghĩa được ban chỉ đạo tiền phương đề ra khi lực lượng đặc công biệt động tiến công mục tiêu lực lượng vũ trang quân khu bên ngoài đánh vào kết hợp với sự nổi dậy của quần chúng đó là sự kết hợp tiến công tiêu diệt địch bằng lực lượng quân sự và nổi dậy làm chủ của lực lượng chính trị quần chúng kết hợp hoạt động nông thôn và đô thị trên địa bàn quân khu 6 sau khi nhận chỉ thị tổng công kích tổng khởi nghĩa do nguyễn hữu xuyến phó tư lệnh miền truyền đạt trực tiếp trần lê bí thư khu ủy cực nam trung bộ kiêm chính ủy quân khu 6 và nguyễn minh châu Tư lệnh quân khu 6 bắt tay chuẩn bị với quyết tâm, miền và các quân khu bạn làm được, quân khu 6 cũng làm được. Mục tiêu trọng điểm tổng công kích, tổng khởi nghĩa trên địa bàn quân khu 6 được xác định bao gồm thị xã Phan Thiết, trọng điểm 1 và thành phố Đà Lạt, trọng điểm 2. Hai ban chỉ huy tiền phương được thành lập. Ban chỉ huy tiền phương A phụ trách địa bàn trọng điểm Phan Thiết, ban cán sự do Nguyễn Minh Châu làm chỉ huy trưởng, Lê Văn Hiến, ủy viên thường vụ khu ủy, bí thư tỉnh ủy Bình Thuận làm chính ủy. Ban chỉ huy tiền phương B phụ trách địa bàn trọng điểm Đà Lạt, ban cán sự do Lê Thành Cộng, phó tư lệnh quân khu 6, làm chỉ huy trưởng, Vũ Anh Ba, ủy viên thường vụ quân khu 6, làm chính ủy. Thực hiện chủ trương tổng công kích, tổng khởi nghĩa, tiến đánh những mục tiêu trọng điểm của đối phương, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn quân khu 6 đều tỏ rõ quyết tâm cao. Tuy nhiên, lúc đó, binh lính Mỹ và quân lực Sài Gòn đang tập trung lực lượng càn quét, đánh phá hệ thống căn cứ cách mạng ở Nam Sơn, Bình Thuận, Lâm Đồng, lực lượng quân giải phóng trên địa bàn quân khu 6 đang bị chia cắt. Hơn nữa, thời gian chuẩn bị quá gấp gáp, tài lực, vật lực chuẩn bị thiếu chu đáo, không bảo đảm yêu cầu nên yếu tố thành công của tổng công kích, tổng khởi nghĩa không cao. Trên địa bàn quân khu 10, T10 sau khi nhận chỉ thị trực tiếp từ Bộ chỉ huy miền về tổng công kích, tổng khởi nghĩa địa bàn trọng điểm được xác định là thị xã Phước Long. Ban chỉ huy tiền phương được thành lập do đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên làm phó chỉ huy trưởng để chuẩn bị cho tổng công kích, tổng khởi nghĩa, cùng với việc bố trí lực lượng, quân khu 10 còn được bộ chỉ huy miền chi viện 2 tấn đạn, 1 tấn gạo. Thứ hai, thực hành tổng tiến công. Đợt một cuộc tiến công Tết Mậu Thân, với tinh thần khẩn trương, bí mật, quân giải phóng trên chiến trường B2, với khí thế rực lửa Tết Quang Trung, đêm 30 dạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân giải phóng khai hỏa ở Bình Thuận, Sài Gòn Gia Định, Cần Thơ, Vĩnh Long. Đêm 31 dạng sáng ngày mùng 1 tháng 2 năm 1968, quân giải phóng khai hỏa ở Tuyên Đức, Đà Lạt, Biên Hòa, Bình Dương, Kiến Hòa, Bến Tre, Định Tường, Tiền Giang, Gò Công, Kiên Giang, Vĩnh Bình, Trà Vinh. Giờ nổ súng quy định chung trên toàn miền Nam là 2 giờ đêm giao thừa, nhưng theo lịch miền Bắc, Tết Mậu Thân đến sớm hơn một ngày so với lịch ở miền Nam. Do vậy, có sự sai lệch trong việc chấp hành ngày nở giờ gờ theo quy định. Lịch miền Bắc, đêm giao thừa tức đêm 29 dạng sáng ngày 30 tháng 1 năm 1968, nên các tỉnh Quy Nhơn, Con Tum, Pleiku Đắk Lắc, Nha Trang, Đà Nẵng tiến hành chiến dịch mậu thân theo kế hoạch. Theo lịch miền Nam, đêm giao thừa chính là đêm 30 dạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968. Do vậy các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Tín, Bình Thuận, Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Cần Thơ, Vĩnh Long và một số tỉnh miền Trung nổ súng chậm hơn một ngày so với các tỉnh ở miền Bắc. Riêng các tỉnh Kiến Hòa, Bến Tre, Định Tường, Tiền Giang, Gò Công, Kiên Giang, Vĩnh Bình, Trà Vinh, Bình Dương, Biên Hòa, Tuyên Đức, Đà Lạt đến đêm 31 tháng 1, dạng sáng ngày mùng 1 tháng 2 năm 1968 mới quyết định nổ súng. Trên mặt trận Sài Gòn gia định, đúng 2 giờ 15 phút sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, tiểu đoàn 268 phân khu 2 bắn 8 quả cối 82 ly vào sân bay, mở màn đợt một Tết Mậu Thân. Lực lượng đặc công biệt động thành gia quân, đội 6 và 9, 25 chiến sĩ tấn công bộ tổng tham mưu, đội 5, 17 chiến sĩ tấn công dinh độc lập, đội 4, 14 chiến sĩ có một nữ, tiến công đài phát thanh, đội 3, 16 chiến sĩ tiến công bộ tư lệnh hải quân, đội 11, 16 chiến sĩ tiến công tòa đại sứ quán Mỹ trong cao điểm đầu tiên của chiến dịch, lực lượng đặc công biệt động thành đã tiến công 5 mục tiêu quan trọng nhất trong 9 mục tiêu theo kế hoạch đã định. Không được các tiểu đoàn mũi nhọn và lực lượng thanh niên, sinh viên và tiếp ứng vì nhiều nguyên nhân, 88 đặc công biệt động đã phải độc lập tác chiến, tiến công và chiếm giữ mục tiêu. Dù lực lượng mỏng, đối phương lại đông hơn gấp hàng trăm lần, nhưng các chiến sĩ đặc công biệt động đã dũng cảm chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. 74 người hy sinh hoặc xa vào tay giặc trong tư thế quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Hoạt động của các tiểu đoàn mũi nhọn Phân khu 1, tiểu đoàn 2 gò môn và một bộ phận tiểu đoàn 4 đặc công đã hành quân tiếp cận được mục tiêu Bộ Tổng tham mưu theo đúng kế hoạch, riêng tiểu đoàn 267 phân khu 2 không tiếp cận, nhưng không kết hợp được với lực lượng đặc công biệt động do đối phương tổ chức phản công. Trận đánh diễn ra ác liệt quân giải phóng thương vong nhiều sau hai ngày đêm chiến đấu chống phản kích nên buộc phải rút lui khi đơn vị chỉ còn lại 28 chiến sĩ. Tiểu đoàn một quyết thắng đánh chiếm trại pháo binh cổ loa, trại thiết giáp phù đồng, xưởng quân cụ 80, đại đội 80 tiếp vận truyền tin, căn cứ 102, đánh tan tiểu đoàn bảo vệ hai căn cứ cổ loa, phù đồng, phá hủy nhiều xe pháo, bắn rơi 7 trực thăng, một máy bay trinh sát L-19, bắn cháy 5 xe tăng và xe M-113. Sư đoàn 9 chủ lực miền một bộ phận tiến công trung tâm huấn luyện Quang Trung. Phân khu 2, tiểu đoàn 268 cuối 82 ly bắn 8 quả vào sân bay Tân Sơn nhất. Tiểu đoàn 16 đánh chiếm các lô cốt phía Tây nhưng bị đối phương phản kích. Riêng tiểu đoàn 267 không tiếp cận được mục tiêu đã lui về khu vực cầu Tham Lương. Tại đây, các tiểu đoàn mũi nhọn phân khu 2, 267, 269, 16 và 12 đặc công, bố trí phòng ngự đánh phản kích. Tuy nhiên, do lực lượng đối phương quá mạnh nên lực lượng các tiểu đoàn bị thiệt hại tới 50% quân số, tiểu đoàn 16 mất sức chiến đấu. Riêng tiểu đoàn 6 Bình Tân đánh chiếm được trường đua Phú Thọ, phát triển đến biệt khu thủ đô. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, đối phương đã tổ chức lực lượng phản kích. Trận đánh diễn ra quyết liệt. Sau một ngày chiến đấu dũng cảm, tiểu đoàn 6 tổn thất nặng nên buộc phải rút lui. Phân khu 3, đêm 31 tháng 1 dạng sáng ngày mùng 1 tháng 2 năm 1968, các tiểu đoàn mũi nhọn hình thành ba cánh tiến vào Sài Gòn. Lúc đó đối phương đã tổ chức phòng thủ chặt chẽ nên tiểu đoàn một Long An, tiểu đoàn Phú Lợi hai bị đánh chặn tại cầu Nhị Thiên Đường, tiểu đoàn 5 nhà bè bị đánh chặn tại Tân Quy, nhà bè, tiểu đoàn 2, đội đặc công và một bộ phận bộ binh tác chiến tại khu vực Nguyễn Kim, Tân Phước khi đang trên đường tiến quân đến mục tiêu Bộ chỉ huy tiền phương Nam cùng lực lượng phân khu 2 sau khi vượt bến Lê Quang Liêm cũng phải trụ lại vùng trợ thiết rồi sau đó rút ra vùng ven Phú Lâm, An Lạc. Tiểu đoàn Đồng Nai không tiến công được thị xã Tân An theo kế hoạch. Phân khu 4, tiểu đoàn 4 thủ đức phá cầu xa lộ nhưng không thành, sau đó đánh phản kích ở khu vực Bình Quế Tây. Tiểu đoàn 5 bả biên không phát triển được lực lượng để tiến đánh liên trường thủ đức. Phân khu 5, tiểu đoàn 3 Dĩ An đánh chiếm chi khu cảnh sát hàng xanh nhưng không phát triển đến được mục tiêu đài phát thanh, tòa đại sứ quán Mỹ do tiểu đoàn 30 biệt động quân ngụy chặn đánh tại khu vực hàng xanh, câu sơn. Nhìn chung, suốt 14 ngày chiến đấu ác liệt, các tiểu đoàn mũi nhọn chiến đấu dũng cảm, kiên cường bám trụ đánh phản kích. Tuy nhiên, do đối phương đông, hỏa lực mạnh, phản công quyết liệt, lực lượng các tiểu đoàn mũi nhọn ngày một hao hụt, các nhiệm vụ đặt ra đều không thực hiện được ngày 12 tháng 2 năm 1968 cao điểm một của đợt một kết thúc, các tiểu đoàn mũi nhọn lần lượt rút ra ngoại ô. Trên địa bàn vùng ven Sài Gòn, Sư đoàn 5 quân giải phóng tiến công sân bay Biên Hòa, Bộ chỉ huy giã chiến 2 Mỹ ở khu vực ngã Ba Tam Hiệp. Sư đoàn 7 quân giải phóng tiến công lực lượng Sư đoàn 5 ngụy tại Bến Cát, Tiểu đoàn Bộ binh Mỹ tại Phú Giáo. Sư đoàn 9 quân giải phóng tiến công hệ thống đồn bót tại Củ Chi, Thủ Đức. Quân giải phóng tỉnh Tây Ninh tiến công chi khu Phú Khương, chi khu Phước Ninh. Quân giải phóng tỉnh Bà Rịa tấn công thị xã Long Khánh, thị xã Bà Rịa, chi khu Tân Phong, yếu khu Túc Trưng, thị trấn Long Đất. Ở quân khu 10, quân giải phóng Bình Phước Long tiến công thị trấn Phước Bình, giải phóng 28 khu, ấp chiến lược. Trên chiến trường cực Nam Trung Bộ, quân giải phóng tiến công thị xã Phan Thiết, đánh chiếm ti cảnh sát, ti chiêu hồi, tỉnh đoàn bảo an đánh giao thông trên các đường số 1, 8, 11 và 20 tại các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, đặc biệt tại nhiều mục tiêu quan trọng ở Bình Thuận, quân giải phóng trụ được cả tuần. Chính quyền Sài Gòn thừa nhận Bình Thuận là một trong những trọng điểm bị thiệt hại nặng nề ở miền Nam. Tuy nhiên, trên chiến trường cực Nam Trung Bộ, mục tiêu chính theo kế hoạch là thị xã Phan Thiết và Đà Lạt không thực hiện được, quân giải phóng chủ yếu đánh phản kích. Trên chiến trường Trung Nam Bộ, đêm 30 dạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân giải phóng đồng loạt tấn công vào 6 thị xã, 21 thị trấn thuộc các tỉnh Trung Nam Bộ. Nhiều mục tiêu quan trọng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đều bị quân giải phóng tấn công như tiểu khu quân sự, tỉnh đoàn Bảo An, dinh tỉnh trưởng, khám gò công, trại đinh tiên hoàng. Tuy nhiên, quân ngụy huy động lực lượng, sư đoàn 7 và sư đoàn 9, máy bay ném bom, tăng thiết giáp, pháo hạm, để phản kích tiêu diệt quân giải phóng. Các trận chiến đấu ác liệt diễn ra ở Mỹ Tho, Giếng Nước, Trung Lương, Gò Công, Bến Tre, Mộc Hóa, Cao Lãnh, Châu Đốc, Long Xuyên, Chi Tôn, Tân Châu. Quân giải phóng thiệt hại nặng buộc phải rút ra vùng ven hoặc rút về căn cứ. Đặc biệt, cùng với các mũi tấn công của quân giải phóng, quần chúng ở các địa phương đã nổi dậy, tổ chức thành các tổ đội phục vụ chiến đấu, như tải đạn, đào công sự, dựng chứa ngại vật, tải thương cung cấp lương thực, thực phẩm cho bộ đội. Trên địa bàn khu 8, hàng ngàn ghe, xuồng, đò, mảng được huy động phục vụ tổng tiến công. Trên chiến trường Tây Nam Bộ, đêm ngày 31 tháng 1 năm 1968, Quân giải phóng đồng loạt nổ súng tấn công nhiều mục tiêu quan trọng của đối phương ở các thị xã, thị trấn. Tại Cần Thơ, quân giải phóng tấn công tiểu khu Phong Dinh, trung tâm chỉ huy địa phương quân, căn cứ trung đoàn hai thiết giáp căn cứ liên đoàn biệt động quân số 42, 44 sở chỉ huy vùng 4 chiến thuật, đài phát thanh, cư xá tình báo và cố vấn Mỹ, lãnh sự quán Mỹ, sân bay lộ tẻ, trà nóc ở Vĩnh Long, quân giải phóng tấn công khu truyền tin Hoa Lư, hậu cứ tiểu đoàn 43 quân biệt động, dinh tỉnh trưởng, ty cảnh sát, tiểu đoàn bảo an, phà Mỹ Thuận ở chủ vinh quân giải phóng tấn công cư xá Mỹ, đồn hồ nước ngọt ở Dạch Giá quân giải phóng tấn công trung tâm hành quân tiểu khu, biêu điện, trại cảnh sát, ti ngân khé. Ở cả mau quân giải phóng tấn công bót thầy dầu, làng chiêu hồi, trại phạm ngũ lão. Đặc biệt, ngày 12 tháng 2 năm 1968, quân giải phóng và quân dân địa phương tiến công, vây ép. Bức rút quân ngụy giải phóng hoàn toàn huyện Nam Căn và là huyện đầu tiên được giải phóng ở miền Tây Nam Bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 ngày 25 tháng 2 năm 1968, đợt một cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 kết thúc. Tổng thống Mỹ John Johnson thừa nhận lực lượng Bắc Việt Nam và Việt Cộng đã tiến công 36 trong 44 tỉnh ở miền Nam. Họ đã bắn phá 5 trong 6 thành phố lớn nhất và khoảng 1 phần 4 trong số 248 quận lỵ. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Khoa học Quân sự, toàn miền Nam, quân dân miền Nam đã tiến công đồng loạt 6 thành phố, 44 thị xã và hàng trăm quận lỵ loại khỏi vòng chiến 147.000 tên, có 43.000 tên Mỹ, làm tan giã 20 vạn tên, diệt và đánh thiệt hại nặng 31 tiểu đoàn bộ binh, một thiết đoàn và 5 chi đoàn thiết giáp 196 đại đội, có 5 tiểu đoàn, 90 đại đội Mỹ bị diệt và bị thiệt hại nặng, phá hủy 2.310 máy bay, 1.700 tăng, thiết giáp, 350 pháo, 230 tàu xuồng, 1.368.000 tấn vật tư chiến tranh bị mất hoặc bị phá, chiếm 4% dự trữ chiến tranh của đối phương. Những số liệu về diệt sinh lực địch ở đây được tổng hợp từ những báo cáo ở các chiến trường lúc bấy giờ, trong đó có những số liệu ước đoán. Riêng trên chiến trường B2, theo tài liệu ban tổng kết chiến tranh B2, quân dân B2 diệt, làm bị thương 55.000 tên, có 21.500 tên Mỹ, làm tàn giã 19.000 tên, diệt 6 tiểu đoàn bộ binh, có 2 tiểu đoàn Mỹ,

tuyển được 1.297 tân binh, phát triển 10.600 du kích. Số liệu của Bộ Tổng Tham Mưu Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm 1968, chủ yếu trong các tháng 2 và 3 năm 1968, chết 20.437 người, có 9.301 tên Mỹ, bị thương 74.772 người, có 40.622 tên Mỹ, mất tích 2.231 người, có 464 tên Mỹ mất 465 vũ khí cộng đồng, 4.551 vũ khí cá nhân. Mặc dù quân giải phóng đã giành được những thắng lợi lớn nhưng đợt một cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 ta đã không hoàn thành kế hoạch. Tại Sài Gòn và vùng ven, sự phối hợp giữa các lực lượng, giữa các mũi tấn công thiếu đồng bộ, quân giải phóng chưa thực hiện được nhiệm vụ đòn xeo trong tổng công kích, chưa phát động được quần chúng nổi dậy tham gia tổng khởi nghĩa. Lực lượng đặc công, biệt động tiến công các mục tiêu trọng yếu của địch theo đúng kế hoạch nhưng không có lực lượng tiếp ứng nên không thể chiếm giữ, trụ vững khi đối phương tổ chức phản công khiến cho lực lượng đặc công, biệt động bị thương vong lớn. Tại các quân khu 8, 9, 10 và 6, công tác chuẩn bị thiếu chú đáo, lực lượng thiếu, vũ khí, chiến trường tổ chức không tốt phương thức, nghệ thuật đánh địch trong nội thành, nội thị thiếu bài bản, chưa có kinh nghiệm chống đối phương phản công. Dù quân giải phóng đã cố gắng hết sức có thể nhưng kết quả cuộc tổng công kích tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân năm 1968 đạt được không cao, xuất hiện nhiều tình huống xấu nằm ngoài dự kiến, dẫn đến tình trạng thương vong nhiều, gây tổn thất lớn cho quân giải phóng, nhiều đơn vị mất sức chiến đấu. Về đối phương, sau cơn choáng váng, Mỹ đã thành lập bộ chỉ huy quân sự thủ đô, sử dụng bốn lữ đoàn phản ứng nhanh, phối hợp với chiến dịch Trần Hưng Đạo của quân Ngụy để tổ chức giải tỏa phản công đẩy lùi quân giải phóng ra xa vùng đô thị. Tháng 3 năm 1968, chính quyền Sài Gòn quyết định nâng cấp phòng vệ dân sự thành lực lượng phòng thủ chiến lược, mở cuộc hành quân quyết thắng trên địa bàn Sài Gòn gia định, Long An, Hậu Nghĩa, Bình Dương, Tây Ninh để giải tỏa vùng ven, ngăn chặn các đợt tiến công của quân giải phóng vào đô thị Sài Gòn. Tính đến tháng 4 năm 1968, lực lượng bảo vệ xung quanh Sài Gòn lên đến 200.000 tên, 60 tiểu đoàn, với lực lượng hùng hậu đó, Mỹ kết hợp với quân lực Sài Gòn sử dụng hàng ngàn xe tăng, xe bọc thép, máy bay lên thẳng, mở các cuộc hành quân càn quét, xây dựng tuyến công sự giã chiến phòng thủ theo vòng cung Tây, Bắc, Đông, Nam, Tây Nam Sài Gòn, nơi có nhiều địa hình sinh lầy, bụi rậm, có thể là con đường quân giải phóng lựa chọn để xâm nhập vào vùng nội thành. Đợt hai cuộc tổng tiến công, tháng 3 năm 1968, trung ương cục tổ chức hội nghị lần thứ sáu đánh giá kết quả đạt được và những yếu kém tổn thất của đợt một mậu thân nhằm rút kinh nghiệm bài học và đề ra chủ trương sắp tới hội nghị kết luận ta đã thắng lợi tiêu diệt được nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch nhưng chưa giành được thắng lợi cao nhất theo khả năng thứ nhất mà bộ chính trị đã đề ra tuy nhiên đợt một mậu thân đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa hết sức quan trọng tạo ra những sức mạnh to lớn về quân sự chính trị kinh tế và mở ra một cục diện mới trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, đặt cơ sở vững chắc để đưa tổng công kích, tổng khởi nghĩa đến thắng lợi hoàn toàn. Trên cơ sở nhận định trên, Hội nghị chủ trương tiếp tục thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương bằng cách liên tục tiến công địch và phát động quần chúng nổi dậy giành tránh quyền, ra sức tiêu hao, tiêu diệt thật nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ ngụy duy trì và đẩy mạnh các mặt hoạt động trên địa bàn đô thị, làm chủ các đường giao thông chiến lược, giải phóng và làm chủ toàn bộ nông thôn đồng bằng, miền núi và tăng cường xây dựng hậu phương lớn mạnh về mọi mặt, nhanh chóng xây dựng, củng cố phát triển lực lượng vũ trang, chính trị, giành thắng lợi liên tiếp và vững chắc, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn với tinh thần hết sức khẩn trương, đồng thời sẵn sàng ứng phó một cách chủ động nếu chiến tranh kéo dài và mở rộng. Để chuẩn bị tổng công kích, tổng khởi nghĩa đợt 2, cùng với việc chỉ đạo các quân khu, các địa phương củng cố thế và lực Bộ Chỉ huy miền điều chỉnh cán bộ phụ trách các cánh hướng, Trần Văn Trà, Phó Tư lệnh miền, được rút về Sở Chỉ huy cơ bản, Lê Trọng Tấn, Phó Tư lệnh miền, được giao nhiệm vụ phụ trách hướng Bắc, Sở Chỉ huy đóng ở Thanh An, Bến Cát, Lê Đức Anh, Tham mưu trưởng miền, Lê Văn Tưởng, Chủ nhiệm Chính trị miền, Trần Văn Nghiêm, Cục Phó Cục Tham mưu miền, phụ trách hướng Tây, Nam. Công tác chuẩn bị tổng công kích, tổng khởi nghĩa đợt hai tiến hành khẩn trương với nhiều khó khăn, phần lớn lực lượng chủ lực đặc biệt là các tiểu đoàn mũi nhọn tinh nhuệ của các phân khu sau đợt một mậu thân đều phải rút ra xa thành phố thị xã thị trấn hơn nữa nhiều đơn vị quân chủ lực miền đơn vị chủ lực của các quân khu tổn thất nặng trong đợt một mậu thân quân số chỉ còn lại gần phân nửa lương thực thực phẩm thiếu thốn nhiều đơn vị bí mật chú ém quân ở vùng ven phải chia sẻ từng lon gạo từng bánh lương khô yếu tố bất ngờ của tổng công kích tổng khởi nghĩa không còn tinh thần chiến sĩ xa sút hoang mang. Bên cạnh đó, 60 tiểu đoàn Mỹ và quân ngụy được bố trí, tuần tra bảo vệ xung quanh Sài Gòn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, Thường vụ Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền vẫn giữ quyết tâm của Bộ Chính trị, mở đợt hai mậu thân, bám mục tiêu chờ lệnh xuất kích. Kế hoạch tổng công kích, tổng khởi nghĩa đợt hai mậu thân, Thường vụ Trung ương Cục và Quân ủy miền xác định. Tại Sài Gòn gia định, sử dụng một bộ phận chủ lực cùng với các tiểu đoàn mũi nhọn tiến công năm hướng vào nội thành, phối hợp với biệt động thành phát động quần chúng khởi nghĩa giành quyền làm chủ, sử dụng chủ lực và các binh chủng đánh địch ở vùng ven là chủ yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng Mỹ ngụy, hỗ trợ cho lực lượng tấn công vào nội thành. Phân khu một phụ trách hướng Bắc, Tây Bắc, sử dụng lực lượng phân khu một bao gồm trung đoàn bộ binh 16, trung đoàn bộ binh 88, hai tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn đặc công từ hướng hóc môn phát triển vào nội thành, tấn công đối phương trên địa bàn gò vấp, tân sơn nhất, phát động quân chúng nổi dậy. Phân khu 2 phụ trách hướng Tây Nam, lực lượng gồm có 3 tiểu đoàn bộ binh của phân khu 2, tiểu đoàn bộ binh 308 Trà Vinh, sư đoàn bộ binh 9 quân giải phóng, tấn công vào hướng Phú Lâm, quận 6, quận 5, đánh chiếm trường đua Phú Thọ, biệt khu thủ đô, ngã tư Bảy Hiền. Phân khu 3 phụ trách hướng Nam, Lực lượng gồm có 3 tiểu đoàn bộ binh của phân khu 3, tiến công quận 4 và quận 8, phát triển vào quận 1, 2, tiến công tổng nha cảnh sát. Phân khu 4 phụ trách hướng đông, lực lượng gồm có 2 tiểu đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn đặc công, tiến công quận 9, Thủ Thiêm, cầu Sa lộ, cầu điện Biên phủ, pháo kích bộ tư lệnh hải quân, kho tân cảng, nhà bè, dinh độc lập, tòa đại sứ quán Mỹ. Phân khu 5 phụ trách hướng đông bắc lực lượng gồm có trung đoàn bộ binh Đồng Nai, một tiểu đoàn bộ binh phân khu một tiến công cầu Bình Lợi, Hàng Xanh, Thị Nghè, Gò Vấp, Bình Hòa. Trong nội thành, Bộ Chỉ huy miền chủ trương sử dụng lực lượng biệt động, an ninh thành kết hợp với lực lượng thành đoàn, lực lượng vũ trang tuyên truyền Lê Thị riêng lực lượng vũ trang tuyên truyền của các quận, đoàn thể, phối hợp cùng lực lượng phân khu 3 tấn công khu vực quận 1 quận 2, quận 3, quận 5, bót kiểu công 10, tòa hành chính, tổng nha cảnh sát, phát động quần chúng nổi dậy. Tại vùng ven và xung quanh Sài Gòn, Trung đoàn Bộ binh 5 thuộc Sư đoàn 5 giữ hành lang trạng bàng. Sư đoàn Bộ binh 7, thiếu, sử dụng Trung đoàn Bộ binh 12 đứng chân vùng Lái Thiêu, Trung đoàn Bộ binh 14 đứng chân vùng Bình Mỹ, Bình Cơ. Trung đoàn Bộ binh còn lại phụ trách hành lang từ sông Dạch Cha đến Tân Thới Hiệp. Sư đoàn pháo binh miền pháo kích các căn cứ Lai Khê, Dầu Tiếng, Đồng Dù, Phú Lợi, tiểu đoàn bộ binh thuộc trung đoàn bộ binh 70, kết hợp với lực lượng địa phương hỗ trợ quần chúng nổi dậy tại Củ Chi, Hóc Môn. Tại Biên Hòa, trung đoàn 724 pháo kích kìm chế sân bay Biên Hòa, kho Long Bình. Trung đoàn bộ binh 4 thuộc sư đoàn 5 trước ngày nở đánh kéo địch lên đường 20, La Ngà, Định Quán. Tại Tây Ninh, hai tiểu đoàn ngày mùng 5 tháng 5 năm 1968, tiếng súng tổng công kích tổng khởi nghĩa đợt hai nổ ra đồng loạt trên toàn miền với khí thế cửu long cuộn sóng trường sơn truyền mình sốc tới đợt sau cao hơn đợt trước cao điểm một từ ngày mùng năm tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến ngày hai mươi một tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám mở màn cao điểm một đợt hai lúc không giờ ba mươi phút ngày mùng năm tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hỏa lực quân giải phóng tấn công sân bay tân sơn nhất bộ tổng tham mưu tòa đại sứ quán mỹ dinh độc lập tân cảng sài gòn Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng nha Cảnh sát, Đài truyền hình, Cầu Phan Thanh Giản, riêng Đài truyền hình và Cầu Phan Thanh Giản do lực lượng biệt động tấn công. Phân khu 1, quân giải phóng vận động tiến đánh vùng cây xoài, xóm mới, khu vực chuồng chó, gò vấp, nhưng không thể tiếp cận mục tiêu do đối phương chốt chặn ngay vùng ven. Trung đoàn 88 tác chiến ở Tân Thạnh Đông, tiểu đoàn 1, 2 tác chiến ở An Phú Đông, trung đoàn 16, tiểu đoàn quyết thắng tiến công đối phương ở Tân Thới Hiệp. Phân khu 2, trung đoàn 1, sư đoàn 9 và trung đoàn 2, phân khu 2 tiến vào khu vực cầu tre, trường đua Phú Thọ, bà hạt, ngã tư bảy hiền, vườn lại, Trần Quốc Toản, sư vạn hạnh, phối hợp với đội vũ trang tuyên truyền đánh chiếm tòa hành chính quận 5. Tuy nhiên, hướng tiến công này bị đối phương chốt chặn phản kích. Các đơn vị phải liên tục đánh phản kích, bị thương vong lớn nên buộc phải rút lui, không tiếp cận được mục tiêu biệt khu thủ đô. Phân khu 3 quân giải phóng thọc vào quận 7, 8 đánh chiếm cầu chữ Y, tiểu đoàn 1, Hai Long An cầu Tân Thuận, tiểu đoàn 5, đánh phản kích ở khu vực Tránh Hưng, tiểu đoàn Phú Lợi. Riêng tiểu đoàn nhà bè không tiếp cận được mục tiêu theo kế hoạch mà vào phía nam quận 4, tiến đánh được một bót lẻ. Phân khu 4, tiểu đoàn 2, 4 tập kích cầu Sơn, Bình Hòa cầu Sa Lộ, đặc công trung đoàn 4 đánh cầu Dạch Chiếc, đơn vị pháo phân khu pháo kích Tân Cảng, bộ tư lệnh hải quân kho nhà bè dinh độc lập, tỏa đại sứ Mỹ. Phân khu 5, tiểu đoàn 2, 3, 4, phân khu 5, không tiếp cận được mục tiêu, chuyển qua đánh phản kích ở khu vực đường Tự Đức, Cầu Sơn, Thị Nghè, Bình Hòa, rồi qua An Phú Đông. Tiểu đoàn 1, hai trung đoàn Đồng Nai, không tiếp cận được mục tiêu cầu Bình Lợi, chuyển sang phản kích ở khu vực Bình Hiệp. Ở nội thành, lực lượng thành đoàn do Nguyễn Sơn Hà, Bảy Thép, chỉ huy tác chiến ở vùng bàn cờ, vườn chuối, một bộ phận khác làm nhiệm vụ dẫn đường cho quân giải phóng phân khu 2 đến khu chợ thiết. Lực lượng vũ trang tuyên truyền mang danh nghĩa tiểu đoàn biệt động Lê Thị tác chiến ở khu vực quận 1. Lực lượng vũ trang tuyên truyền các quận 1, 2 tác chiến ở các khu vực Cô Giang Cô Bắc, để thám. Lực lượng biệt động hoa vận đánh chiếm tòa hành chính, ti cảnh sát, ti thuế vụ quận, bót bà hỏa trên địa bàn quận 5. Nhìn chung, trong cao điểm 1, quân giải phóng đã hành quân, vận động thọc sâu, Tuy nhiên, phần lớn bị đối phương phát hiện chặn đánh nên buộc phải tác chiến ở vùng ven. Số ít đơn vị tiếp cận được mục tiêu theo kế hoạch nhưng không thể tác chiến do đối phương đã đề phòng, đón lõng nên chủ yếu vận động chống phản kích. Do cuộc chiến đấu không cân sức về cả lực lượng, hỏa lực và thế trận, quân giải phóng bị tôn thất nặng. Trung đoàn 2 phân khu 2 khi rút ra chỉ còn 50 tay súng lại phải mang theo 25 thương binh. Trung đoàn 1, sư đoàn 9, thương vong trên 700 chiến sĩ. Tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9, quân số 500 chiến sĩ, khi rút ra chỉ còn 43 chiến sĩ. Tiểu đoàn 1, hai trung đoàn Đồng Nai, phân khu 5, tấn công cầu Bình Lợi không thành bị thương vong nhiều. Lực lượng vũ trang thành đoàn hy sinh toàn bộ ở bàn cờ, tại khu chợ thiếc. Lực lượng vũ trang tuyên truyền Lê Thị Diêng, nữ tự vệ các quận, lực lượng biệt động hoa vận, phụ vận, gần như bị xóa sổ vì sợ bị bắt. Số khác hy sinh tại cầu kho, cầu muối, cô giang. Cô Bắc, Để Thám, Huỳnh Quang Tiên. Tuy lực lượng giải phóng bị tổn thất nặng, nhưng cao điểm này có ý nghĩa chính trị lớn, mà chính Westmoreland đã thừa nhận họ đã đạt được mục tiêu thúc đẩy Mỹ đơn phương xuống thang chiến tranh, đến bàn hội nghị trong khi nhiều người Mỹ cứ tưởng là chính phủ Mỹ bắt địch đến hội nghị. Cao điểm 2 Từ ngày 25 tháng 5 năm 1968 đến ngày 18 tháng 6 năm 1968 tại Sài Gòn gia định, đêm 24 dạng sáng ngày 25 tháng 5 năm 1968, quân giải phóng đồng loạt tiến công các mục tiêu đã định. Phân khu 1, trung đoàn quyết thắng, hai tiểu đoàn, vượt sông Vàm Thuật tiến xuống gò vấp, kết hợp với trung đoàn Đồng Nai, hai tiểu đoàn tác chiến ở khu vực Cây Thị, Cây Quéo, Cầu Băng Kỳ, Bà Triệu, Ngã Năm Chuồng Chó, Chùa Tường Quang, An Phú Đông. Khi rút ra, hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn quyết thắng tổn thất đến 2 phần 3 quân số phân khu 2, tiểu đoàn 6 Bình Tân, tiểu đoàn 308, miền Tây, tiểu đoàn 7, 8 sư đoàn 9, tiến vào quận 5, quận 6, khu vực Nguyễn Trãi, Đồng Khánh, Khổng Tử, Tổng Đốc Phương, Nguyễn Văn Thoại, chợ An Đông, chợ Bình Tây, chợ Thiếc. Các trận chiến đấu ác liệt diễn ra, ban chỉ huy tiểu đoàn 308 hy sinh gần hết, tiểu đoàn 6 thương vong 280 cán bộ, chiến sĩ, khoảng 2 phần 3 quân số. Tiểu đoàn 7 bị tổn thất nặng, hầu như mất sức chiến đấu nên tất cả phải rút lui. Phân khu 3, do đối phương lập tuyến phòng thủ, bịt kín các ngõ vào thành phố nên quân giải phóng buộc phải tác chiến, chống cản ở vùng ven. Phân khu 4, sử dụng pháo kích vào bộ tư lệnh hải quân, dinh độc lập, tòa đại sứ Mỹ, kho sang nhà bè, bắn cháy 10 tàu chiến của đối phương trên sông Lòng Tàu, trong đó có một tàu chở dầu 10.000 tấn. Phân khu 5, Trung đoàn Đồng Nai, Tiểu đoàn 3, bốn vượt sông Vàm Thuật tiến đến Gò Vấp, kết hợp với trung đoàn quyết thắng tác chiến ở Lò Vôi, đường Lê Quang Định, Ngô Đức Kế, khu Tập Thành, chùa Linh Sơn, chùa Trúc Lâm, đường Trần Bình Trọng, Ngô Tùng Châu. Sau ba ngày chiến đấu liên tục với lực lượng đối phương đông hơn nhiều lần, lực lượng hai tiểu đoàn ba, bốn chỉ còn khoảng một trăm chiến sĩ, trong đó một số là thương binh nên không còn sức chiến đấu. Trung đoàn cử tiểu đoàn hai vào tiếp sức nhưng không vượt được sông. Khi rút lui được về cứ, hai tiểu đoàn ba, 4 chỉ còn 70 chiến sĩ. Trên chiến trường vùng ven Sài Gòn gia định, Trung đoàn 5 quân giải phóng, Sư đoàn 5 phối hợp với lực lượng quân giải phóng địa phương huyện Trạng Bàng, Cù Chi tổ chức đánh trận Trảng Sa, Căm Xe, Đường 15, Trung đoàn 12 quân giải phóng, Sư đoàn 7 tổ chức đánh trận Phú Văn, Bình Cơ, Trung đoàn 4 quân giải phóng, Sư đoàn 5 tổ chức đánh trận Lộ 20, La Ngà, Yếu Khu Túc Trưng, Sân bay Biên Hòa, Kho Long Bình sở chỉ huy giã chiến 2 của Mỹ tại Biên Hòa. Quân giải phóng Bà Rịa đánh yếu khu cầm Mỹ, thị xã Bà Rịa, Xuân Lộc, Suối Dâm. Quân giải phóng Tây Ninh tổ chức các trận đánh ở Biến Cầu, Gò Dầu, Lộ 22, Trung tâm Thông tin giã chiến hai núi Bà Đen, căn cứ quân sự trạng lớn. Trên chiến trường khu vực Nam Trung Bộ, lực lượng vũ trang Bình Thuận loại khỏi vòng chiến số quân địch tương đương 10 đại đội. Trên chiến trường Lâm Đồng, các đơn vị khu tỉnh đã diệt và loại khỏi vòng chiến trên bốn đại đội ngụy, đánh thiệt hại nặng chi khu Di Linh. Trên chiến trường Trung Nam Bộ, quân giải phóng tập kích cụm cơ giới Mỹ ở Nhị Bình, đột nhập cư xá Mỹ, đồn cảnh sát, tấn công căn cứ thi đoàn 6, trung tâm huấn luyện Hùng Vương, Mỹ Tho, phục kích trung đoàn 10 sư đoàn 7 ngụy, đánh đồn Phú Hưng, Phú Định, Bến Tre, đánh chìm 10 tàu thuyền trên sông Ba Lai, diệt đồn Ba Trúc, An Giang. Trên chiến trường Tây Nam Bộ, quân giải phóng tiến công sân bay lộ tẻ, phục kích ở cái tắc tầm vu, Cần Thơ, đánh trận Bà Kha, cầu Ông Me, lộ cầu Vồng, bao vây uy hiếp thị xã Vĩnh Long, thị xã Trà Vinh, Vĩnh, Trà, tiến công thị xã Dạch Giá, yếu khu Minh Lương, chi khu Ngã Năm, pháo kích sân bay Sóc Trăng, tiểu khu Ba Xuyên. Sau gần một tháng rưỡi đợt, hai tổng công kích tổng khởi nghĩa mậu thân kết thúc ngày 18 tháng 6 năm 1968 quân giải phóng trên chiến trường B2 đã tiêu diệt 47.800 tên địch, trong đó có 17.700 lính Mỹ, 600 lính Úc, 120 lính Thái Lan, làm tàn giã 20.000 tên, tiêu diệt 13 tiểu đoàn, có 3 tiểu đoàn bộ binh Mỹ, 2 tiểu đoàn thiết giáp Mỹ, 1 tiểu đoàn bộ binh Úc, 90 đại đội trong đó có 30 đại đội Mỹ, 3 đại đội pháo Mỹ, 2 đại đội pháo Úc, bắn rơi và phá hủy 353 máy bay, 1.254 xe quân sự, có 985 tăng thiết giáp. 100 pháo 47 cầu cống, bắn chìm và cháy 107 tàu, diệt 143 đồn bót, bức rút 39 đồn, tua khác, phá 23 ấp chiến lược, giải phóng 5 xã, 53 ấp, 73.000 dân. Tuy nhiên, quân giải phóng trên chiến trường B2 cũng bị tổn thất nặng, nhất là ở mặt trận trọng điểm. Lực lượng biệt động, lực lượng vũ trang các quận, lực lượng vũ trang tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể trong nội thành như thành đoàn, hoa vận, phụ vận, hầu như tan rã. Các đơn vị mũi nhọn của cả năm phân khu đều thương vong lớn, nhiều tiểu đoàn chỉ còn lại một phần tư đến một phần ba, hay một phần hai quân số, thậm chí có tiểu đoàn mất sức chiến đấu hoàn toàn. Đơn cử như Trung đoàn 1, Trung đoàn 21 phân khu 2, Trung đoàn Quyết Thắng, Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Đồng Nai, hầu như đều mất từ nửa quân số trở lên. Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Quyết Thắng thương vong gần hết. Trung đoàn Đồng Nai khi rút ra chỉ còn 70 chiến sĩ, số hy sinh, số thất lạc một thời gian sau mới tập hợp được 300 chiến sĩ. Khối chủ lực miền cũng thiệt hại nặng, trung đoàn một sư đoàn 9 thương vong 700 chiến sĩ chỉ trong 4 ngày, tiểu đoàn 4 trung đoàn 2 sư đoàn 9 có 500 chiến sĩ, sau đợt hai mậu thân chỉ còn lại 43 chiến sĩ, thương vong đến 457 chiến sĩ 2. Báo cáo tổng kết kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, B2, lưu trữ phong khoa học quân sự quân khu 7 đợt ba cuộc tổng tiến công. Tháng 6 năm 1968, Hội nghị Trung ương Cục lần thứ bảy được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những nhược điểm, yếu kém của đợt hai, đồng thời xác định nhiệm vụ là phải làm cho toàn đảng bộ, toàn quân, toàn dân nhận rõ thắng lợi sau hai đợt tấn công và nổi dậy của toàn miền, nhất là của hướng trọng điểm nhận rõ thất bại mới và sự suy sụp mới của địch nhanh chóng củng cố phát triển lực lượng của ta, liên tục tấn công và nổi dậy ở đô thị cũng như ở nông thôn, tiếp tục đánh địch những cú nặng hơn, giành thắng lợi mới to lớn hơn. Tháng 8 năm 1968, Bộ Chính trị ra nghị quyết chuyên đề về tổng công kích, tổng khởi nghĩa, khẳng định thắng lợi to lớn và quan trọng nhất là chúng ta đã tạo ra một sự thay đổi đột biến trong cục diện chiến tranh. Do vậy, cần động viên sự nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả hai miền, phát huy thắng lợi đã đạt được ra sức tăng cường lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của ta tiếp tục đẩy mạnh tổng công kích tổng khởi nghĩa đẩy mạnh thế tiến công toàn diện bằng quân sự và chính trị bằng ba mũi giáp công kết hợp với tiến công ngoại giao làm cho địch thua to hơn nữa trên tất cả các mặt đạt cho được mục tiêu chiến lược đã đề ra giành thắng lợi quyết định về ta đồng thời tạo mọi điều kiện và luôn luôn sẵn sàng về mọi mặt để đánh thắng địch nếu chúng kéo dài hoặc mở rộng chiến tranh thực hiện chỉ đạo của bộ chính trị Trung ương Cục và Quân ủy miền chủ trương chuyển hướng ra vùng nông thôn, rừng núi, tiến công vào tuyến phòng thủ vòng ngoài của chính quyền Sài Gòn trên vùng ba chiến thuật, chỉ tiêu cụ thể, diệt khoảng 10.000 Mỹ, ngụy diệt từ 8 đến 10 tiểu đoàn, 35 đến 40 đại đội mỗi sư đoàn phải tiêu diệt 3 tiểu đoàn, và 10 đến 12 đại đội địch, diệt đại bộ phận lữ một của sư đoàn bộ binh một Mỹ, diệt một phân lực lượng tổng trù bị ngụy làm tan giá đại bộ phận bảo an, dân vệ. Trong đó hướng chủ yếu là Tây Ninh, hướng thứ yếu là Lộc Ninh, Bình Long, hướng phối hợp là vùng ven và nội đô. Để chuẩn bị đợt 3, căn cứ vào thực tiễn chiến trường, Bộ chỉ huy miền quyết định bản giao địa bàn các quận nội thành cho phân khu 6, thành lập lại quân khu miền Đông gồm các tỉnh Bà Rịa, Long Khánh, Biên Hòa. Trên cơ sở lực lượng quân giải phóng của các phân khu 1, 2, 3, 4, 5, Bộ chỉ huy miền kết hợp với quân giải phóng của địa phương mở mặt trận Tây Ninh, Bình Long trên hướng chủ yếu Tây Ninh, lực lượng bao gồm sư đoàn 9, trung đoàn 174 của sư đoàn 5 bộ binh, một tiểu đoàn đặc công miền và pháo binh miền trực tiếp chi viện, mục tiêu là căn cứ chẳng lớn 2. Lực lượng trên hướng chủ yếu còn xây dựng phương án đánh viện đổ bộ đường không trong khu vực Bắc và Tây Bắc thị xã Tây Ninh. Sư đoàn 5 được tăng cường một đại đội có nhiệm vụ phục kích đánh chặn trên các trục giao thông số 2, 26, 22 và lực lượng phản ứng nhanh của đối phương. Trên hướng thứ yếu Lộc Ninh, sư đoàn 7 có nhiệm vụ diệt chi khu Lộc Ninh, đồng thời đánh viện bên ngoài, kết hợp với lực lượng địa phương đột nhập các ấp chiến lược, diệt tể trừ gian, phát động quần chúng giành quyền làm chủ, mở rộng vùng. Đêm ngày 17 tháng 8 năm 1968, đợt ba mậu thân chính thức diễn ra. Trên hướng chủ yếu Tây Ninh, quân giải phóng tiến công cụm quân sự hỗn hợp tại Trà Phí, ngày 17 tháng 8 năm 1968, tiến công đại đội biệt kích Trạm truyền tin giã chiến 2 của Mỹ trên đỉnh núi Bà Đen, phục kích tiểu đoàn bộ binh cơ giới Mỹ trên đường số 2, diệt cụm quân sự hồn hợp trả là ngày 21 tháng 8 năm 1968, tiến công cụm quân sự hỗn hợp trả phí lần 2, ngày 21 tháng 8 năm 1968, diệt cụm xe thiết giáp Mỹ tại suối Ông Hùng, đêm ngày 22 tháng 8 năm 1968, phục kích một đoàn xe cơ giới Mỹ trên đường 22, đêm ngày 26 tháng 8 năm 1968 trên hướng thứ yếu Lộc Ninh, quân giải phóng tiến công chi khu Lộc Ninh, phục kích chặn đánh trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ và lực lượng thuộc sư đoàn bộ binh số 1 Mỹ đến giải tỏa. Đêm ngày mùng 10 tháng 9 năm 1968, trên hướng Tây Ninh, quân giải phóng chuyển khu vực tác chiến sang hướng Đông và Đông Nam, tập kích diệt cụm quân sự hỗn hợp Lâm Vồ. Ngày 12 tháng 9 năm 1968, đánh phản kích lữ đoàn 187 Mỹ trên đường 22, bắn hỏng 38 xe bọc thép. 8 xe tăng, 6 máy bay lên thẳng, ngày 12 tháng 9 năm 1968, phục kích lữ đoàn 187 Mỹ trên đường 26, tập kích chi khu biến củi lần 1, ngày 16 tháng 9 năm 1968, lần 2, ngày 17 tháng 9 năm 1968, lần 3, ngày 19 tháng 9 năm 1968. Trên hướng Lộc Ninh, quân giải phóng tổ chức nhiều trận đánh cấp tiểu đoàn, bắn cháy 16 xe bọc thép, 6 máy bay lên thẳng thu 43 súng các loại. Ngày 12 tháng 9 năm 1968. Ngày 28 tháng 9 năm 1968, cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa mậu thân đợt 3 kết thúc. Trong cả hai giai đoạn, từ đêm 17 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 và từ đêm 10 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 1968 trên cả hướng chính và phụ, quân giải phóng đã đánh 315 trận, trong đó có 16 trận cấp trung đoàn, tiêu diệt 13 tiểu đoàn địch trong đó có 12 tiểu đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp Mỹ, 55 đại đội trong đó có 35 đại đội Mỹ, tiêu hao nặng 7 tiểu đoàn khác, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Trên chiến trường khu 6, quân giải phóng tiến công chi khu Hòa Đa, chi khu Di Linh, tiến công một số mục tiêu quan trọng trong thị xã Đà Lạt Phan Thiết, Phan Giang, pháo kích nhiều lần sân bay Thành Sơn, Cẩm Lị. Hoạt động vũ trang hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy diệt ác phá kìm có kết quả như xung quanh Blau, Di Linh. Nam Ninh Thuận, Bắc Bình Thuận. Tháng 10 năm 1968, Bộ Chỉ huy miền tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa mậu thân đợt 3. Tại hội nghị, tư lệnh Hoàng Văn Thái đánh giá đó là một chiến dịch diễn ra vào mùa mưa nhưng đã đạt thắng lợi lớn nhất từ trước tới nay, đánh nhiều trận nhất, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch nhất, nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn, đại đội nhất, nhiều phương tiện chiến tranh nhất, chiến dịch góp phần củng cố và phát triển thế chủ động tiến công và bao vây chiến lược của ta đẩy địch vào thế bị động phòng ngự và suy yếu hơn về mọi mặt góp phần thúc đẩy thắng lợi chung nhất là đối với khu trọng điểm và đồng bằng sông cửu long tạo thắng lợi chung về quân sự chính trị ngoại giao chiến dịch chứng tỏ bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành nhiều tiến bộ quan trọng các đơn vị đều tiến bộ và phát triển tương đối đều có đơn vị tiến nhảy vọt các đơn vị mới thích nghi nhanh chóng đối với chiến trường mới tạo nhiều cách đánh mối thích ứng điều kiện mới, nhiều kinh nghiệm phong phú, nâng cao thêm một bước nghệ thuật quân sự của các cấp chiến dịch, hiểu địch hơn. Với cố gắng vượt bậc, cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân miền Nam nói chung, của quân giải phóng trên chiến trường B2 nói riêng, đã giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù, tạo nên bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Buộc giới cầm quyền Mỹ phải chuyển từ chiến lược tiến công tìm diệt và bình định sang chiến lược phòng ngự quét và giữ trên toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam. Bên cạnh những thắng lợi to lớn đó, cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân năm 1968 cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, tư tưởng tích cực tiến công, kiên quyết và liên tục tiến công, càng đánh càng mạnh, đợt sau cao hơn đợt trước, tiến lên giành thắng lợi quyết định trong tổng công kích, tổng khởi nghĩa Mậu Thân đợt 2. Đợt ba khi yếu tố bí mật bất ngờ không còn đã làm cho quân giải phóng càng đánh càng suy kiệt, yếu đi trước đội quân xâm lược nhà nghề thiện chiến mạnh hơn nhiều lần về lực lượng, vũ khí và trang thiết bị quân sự. Sự suy yếu của quân giải phóng từ sau tổng công kích, tổng khởi nghĩa mậu thân đợt 2 đợt 3 đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối phương tập trung toàn lực đánh phá toàn diện lực lượng kháng chiến trên mọi mặt trận. Đồng thời với chiến dịch bình định đặc biệt lê lợi trên phạm vi nông thôn toàn miền Nam từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1968 Đến ngày 31 tháng 1 năm 1969 là các cuộc phản kích được Mỹ và chính quyền Sài Gòn thực hiện với quy mô lớn nhằm đeo bám, đẩy lùi quân giải phóng vào sâu vùng rừng núi hoặc lên tuyến biên giới Việt Nam, Campuchia. Năm 1965 đến năm 1968 là giai đoạn mà quân và dân miền Nam nói chung, quân giải phóng trên chiến trường B2 nói riêng bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt nhất đối đầu với quân đội hùng mạnh nhất thế giới đưa cuộc kháng chiến chống xâm lược lên đỉnh cao của cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Trên chiến trường B2, quân giải phóng phát triển mạnh mẽ cả quân chủ lực và quân địa phương với nhiều binh chủng từ bộ binh, công binh, đặc công, biệt động, thông tin, hậu cần, quân báo, tình báo. Đặc biệt, quân giải phóng đã vận dụng đường lối quân sự của Đảng một cách linh động, sáng tạo từ việc xây dựng lực lượng, tổ chức chiến trường đến việc chỉ đạo, chỉ huy và thực hành chiến đấu. Có thể nói Giai đoạn 1965 đến 1968 là thời kỳ phát triển mạnh nhất, đa dạng nhất về lực lượng và nghệ thuật quân sự.